Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Bảy ngày 5 tháng 9 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin vơ vét để ra đi, tuyên giáo bênh đại biểu Quốc hội mua hộ chiếu ship. Phát ngôn của ông trưởng ban tuyên giáo thành phố Hồ Chí Minh bênh vực ông đại biểu Quốc hội người ship gốc Việt lại khiến mạng xã hội bùng nổ những lời cay đắng nhất dành cho ông này. Phát biểu tại buổi họp báo tổ chức vào chiều ngày 1 tháng 9 về vụ việc đại biểu Quốc hội ông Phạm Phú Quốc có hai quốc tịch, trưởng ban tuyên giáo thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Phan Nguyễn Như Khuê cho rằng không nên đặt vấn đề đại biểu có 2,5 triệu đô la từ đâu ra, bởi cần phải tôn trọng lời của đại biểu là được gia đình bảo lãnh. Đây là hình ảnh của ông Phan Nguyễn Như Khuê, phó đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban tuyên giáo thành phố Hồ Chí Minh chủ trì cuộc họp báo về trường hợp hai quốc tịch của đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc. Rất nhiều người bức xúc với phát ngôn của ông Khuê, còn hơn là những vi phạm đã xảy ra từ năm 2018 vì chính ông Quốc đã không minh bạch trong vấn đề khai báo với tổ chức. Nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc dẫn một câu nói nổi tiếng của đại văn hào Mark Twain nhằm vào ông Phan Nguyễn Như Khuê như sau: chẳng thà mình không nói để người ta tưởng mình ngu, còn hơn mở miệng ra để người ta không còn nghi ngờ gì nữa. Với tựa đề "Lươn tôn trọng trạch là thường", cột mở bài viết trên trang Facebook, cô gái ném giày Nguyễn Thủy Dương đã đưa ra lời thẳng thắn như sau: lươn tôn trọng trạch như trộm tôn trọng cướp xưa nay, lẽ cũng thường tình ở đời mà thôi. Nên ông Phan Nguyễn Như Khuê tôn trọng ông Phạm Phú Quốc là lẽ dĩ nhiên. Chỉ có ông Khuê có quyền tôn trọng, chứ đừng dùng chức danh đại biểu Quốc hội hay trưởng ban tuyên giáo thành phố Hồ Chí Minh nói điều đó. Vì chẳng có nhân dân nào không có tự trọng như vậy. Dân thành phố Hồ Chí Minh cũng chẳng hề vô phúc chấp nhận một sự tôn trọng ngượng ngạo như thế. Cô Thủy Dương cũng nói rằng ông Khuê từng làm bí thư quận 9 và cũng có con đi du học và chất vấn rằng nay ông mang thân là một đại biểu Quốc hội lại kêu gọi người ta tôn trọng một tên phản quốc. Ông có biết tội phản quốc quân đội xử ra sao không? 10 viên đạn, 7 viên đồng loạt, lôi vào quan tài úp mặt xuống dưới, bồi thêm 3 viên nữa. Trong tâm trạng bức xúc, cô Thủy Dương đã đặt cho ông Phan Nguyễn Như Khuê cái tên rất hài hước là Nhai Nguyễn Như Khoai. Quan điểm của con gái ném giày Nguyễn Thủy Dương rất giống với một số nhà báo đã xem hành vi lén lút nhập quốc tịch đảo ship của ông Phạm Phú Quốc là tội phản quốc, bởi ông Quốc đang là đại biểu đại diện cho nhân dân ở Quốc hội, cơ quan quyền lực cao nhất của quốc gia. Đây là hình ảnh ông Phạm Phú Quốc phát biểu trong một kỳ họp Quốc hội. Trao đổi với đài RFA tại Mỹ vào tối ngày 2 tháng 9, nhà báo độc lập Ngô Nhật Đăng đã đưa ra nhận định như sau: tôi cho rằng đó là lời phát biểu rất vô trách nhiệm. Đầu tiên, ông Phạm Phú Quốc đã vi phạm luật pháp Việt Nam, tức là quy định đại biểu Quốc hội không được có hộ chiếu nước ngoài. Lý do tại sao ông ta lại có cuốn hộ chiếu nước ngoài mà ta hoàn toàn có thể điều tra. Trong khi ông Khuê lại nói rằng đó là việc riêng tư, không nên đào sâu, thì tôi thấy rằng đấy là lời phát biểu thách thức dư luận, không có trách nhiệm. Còn theo blog Nguyễn Ngọc Già, đã từng giữ chức phó trưởng ban kế hoạch dự án và phó trưởng ban tư liệu của đài truyền hình HTV, ông Phạm Phú Quốc đã vi phạm pháp luật rõ ràng tại điều 22 luật tổ chức quốc hội, là một đại biểu quốc hội không được phép có hai quốc tịch, chỉ được có một quốc tịch Việt Nam mà thôi. Do đó, blogger Nguyễn Ngọc Già cho rằng phát biểu của ông Phan Nguyễn Như Khuê thể hiện sự bao che cho đồng chí vi phạm pháp luật và không hiểu biết pháp luật. Ông nói thêm như sau: thứ nhất, ông Phan Nguyễn Như Khuê không ý thức được tư cách của một đảng viên trong khi ông ấy là trưởng ban tuyên giáo thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, tức là nhiệm vụ, vai trò rất quan trọng về mặt tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì vậy, ông ta đang làm việc sai trái, vi phạm pháp luật, cụ thể là điều số 32 của luật tổ chức quốc hội là quyền chất vấn. Lẽ ra, ông Phan Nguyễn Như Khuê phải chất vấn ông Phạm Phú Quốc với góc độ chịu trách nhiệm trước cử tri. Đằng này, ông lại không làm điều đáng phải làm, mà lại vi phạm điều 8 trong 19 điều của đảng viên không được làm là bao che cho kẻ vi phạm pháp luật là ông Phạm Phú Quốc. Vì vậy, theo blogger Nguyễn Ngọc Già, rõ ràng trong sự việc lần này, không chỉ riêng ông Phạm Phú Quốc mà cả ông Phan Nguyễn Như Khuê đều vi phạm pháp luật. Đây là hình ảnh những gánh hàng một ngày chỉ thu nhập vài chục ngàn đồng một tháng, chưa đến 2 triệu đồng. Thử hỏi mấy ngàn năm mới có đủ 2,5 triệu đô la mua được quốc tịch đảo ship như ông đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc. Từng giữ chức nguyên phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội trong nhiều năm, luật sư Trần Quốc Thuận nhận định rằng ông Phan Nguyễn Như Khuê với chức vụ đại biểu Quốc hội, thường vụ thành ủy, trưởng ban khoa giáo, người phát ngôn chính thức của thành ủy đã sai khi ngăn cản sự công khai minh bạch về tài sản cán bộ, về trách nhiệm của cán bộ
là phải trả lời những câu hỏi này. Bên cạnh đó, phát biểu của ông Khuê theo lời luật sư Thuận còn vi phạm các chính sách của chính phủ. Luật sư Thuận nói tiếp, phát ngôn với tư cách là cá nhân về chủ trương chính sách hoàn toàn sai vì trong thời kỳ đại hội đảng lần thứ 13 lần này giới thiệu những người ứng cử để tham gia cương vị lãnh đạo thì Bộ Chính trị, Tổng Bí thư cũng đã nói những người có tài sản bất minh, nhiều nhà, nhiều đất, tài sản không rõ ràng thì không nên giới thiệu. Vẫn trong cuộc họp báo vào ngày 1 tháng 9 năm 2020, trả lời câu hỏi về việc ông Phạm Phú Quốc lấy tiền ở đâu ra để mua quốc tịch và vì sao ông Quốc từng bị kỷ luật nhưng vẫn được bổ nhiệm làm tổng giám đốc của IPC. Ông Phan Nguyễn Như Khuê đã đề nghị báo chí không nên đào sâu vào vấn đề này. Theo đó, trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định bây giờ cứ xoay quanh việc truy tìm làm sao cho bằng được tiền của đại biểu ở đâu ra, có tài sản hay tiền gửi euro để mua quốc tịch là không nên. Chỉ riêng việc không báo cáo kịp thời cho tổ chức đã không đúng quy định rồi. Trước yêu cầu của trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh với báo giới trong nước, blogger Nguyễn Ngọc Già cho rằng ông Khuê đang bịt miệng báo chí để bao che cho ông Quốc. Đây là hình ảnh tài liệu điều tra hộ chiếu vàng của hãng tin Aegera với hình chân dung hai ông Phạm Phú Quốc và Phạm Nhật Vũ có quốc tịch đảo Ship. Trong đó, ông Phạm Nhật Vũ đã lừa bán AVG cho Mobifone gây thiệt hại cho nhà nước 7.000 tỷ đồng và hối lộ nhiều triệu đô la cho các quan chức của chính phủ Việt Nam nhưng chỉ bị mức án rất nhẹ là 3 năm tù. Với blogger Nguyễn Ngọc Già, đây là hành động không thể tha thứ. Ông đưa ra lời đề nghị như sau. Tôi yêu cầu Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam và Bộ Công an phải khởi tố vụ án đối với cả ông Phạm Phú Quốc và ông Phan Nguyễn Như Khuê. Đối với ông Phạm Phú Quốc phải làm rõ số tiền 2,5 triệu đô la từ đâu ông ta có. Đó là bổn phận, trách nhiệm của một đảng viên trước cử tri, trước dân tộc Việt Nam. Vào ngày 23 tháng 8 năm 2020, hãng tin Agera có bài viết về chương trình hộ chiếu của Cộng hòa Ship và ông Phạm Phú Quốc được nêu tên trong danh sách những người nước ngoài đã sở hữu cuốn hộ chiếu Cộng hòa Ship. Được biết, mỗi tấm hộ chiếu như vậy được bán với giá 2,5 triệu đô la và theo chương trình đầu tư nước ngoài vào đảo Ship. Theo blogger Nguyễn Ngọc Già nhận định, trường hợp mua quốc tịch nước ngoài của ông Phan Phú Quốc không phải lần đầu xảy ra ở Việt Nam. Ông tiếp lời, trước đó có bà Nguyệt Hương, bà Đặng Hoàng Yến cũng là đại biểu Quốc hội. Nếu vụ của ông Phạm Phú Quốc mà Bộ Chính trị và Chính phủ không xử lý triệt để, thì sẽ tạo ra một tiền lệ rất xấu cho các quan chức Cộng sản. Họ tiếp tục hành vi vi phạm pháp luật, phản bội Tổ quốc và coi việc đó chẳng có gì phải lo lắng và bị trừng trị cả. Nhận định riêng về ông Phan Nguyễn Như Khuê, cựu tướng nhân lương tâm Phan Minh Vũ đã đưa ra bài bình luận mang tựa đề Nực cười, Khuê lại bắt dân tin lời thằng Cộng sản nói dối. Nội dung nhà bình luận này nói như sau. Tại buổi họp báo về việc đảng viên ưu tú đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc có hai quốc tịch, nhiều phóng viên đã đặt câu hỏi về việc Phạm Phú Quốc lấy tiền đâu để mua quốc tịch đảo Ship. Trả lời câu hỏi đó, trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Phan Nguyễn Như Khuê cho hay, về nguồn gốc số tiền mà ông Quốc mua quốc tịch, báo chí đăng tải là khoảng 2,5 triệu đô la. Ông Khuê cho rằng không nên đặt vấn đề đại biểu có 2,5 triệu đô la từ đâu ra, bởi cần phải tôn trọng lời của đại biểu là được gia đình bảo lãnh. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư của Việt Nam Nguyễn Phú Trọng với công cuộc đốt lò chống tham nhũng. Ông từng nói không để lọt vào trung ương cán bộ giàu nhanh, nhiều nhà, nhiều đất. Ông Khuê tuyên giáo ăn nói như vậy là quá không đủ. Về mặt luật định thì đòi hỏi minh bạch tài chính của cán bộ và đại biểu Quốc hội là chính đáng. Chưa kể đúng ra các ông phải chủ động công khai thường xuyên hàng kỳ, hàng năm để dân theo dõi các ông có bao nhiêu tài sản và chứng minh nguồn gốc tài sản đó. Trong một thể chế chính trị dân chủ, yêu cầu đó được đặt lên hàng đầu. Một chế độ độc tài như chế độ Cộng sản đúng ra phải nên minh bạch hơn nữa để ngăn chặn tài sản quốc gia rơi vào tay những kẻ có quyền, có chức rồi bị tẩu tán ra nước ngoài. Vì thế, độc tài như ở Việt Nam, tham nhũng là quốc nạn, nên đòi hỏi của người dân là chính đáng. Khuê hỏi sao lại bảo nên và không nên ở đây. Nên nhớ, cơm ông ăn, áo ông mặc đều là mồ hôi xương máu của người dân. Vì dân có quyền bắt phải chứng minh tài sản ở đâu, một ông đảng viên lại có tới 60 tỷ để mua quốc tịch khác. Nhà bình luận này nói tiếp, bắt người dân tin một ông Cộng sản thì làm sao người dân có thể tin được. Ông Cộng sản, đảng viên Trương Minh Tuấn, tay phải viết sách chống diễn biến, nhưng tay trái thì ngửa ra cầm tiền của kẻ diễn biến. Dân tin làm sao được. Ông Đinh La Thăng buổi sáng luôn mồm nói vì dân, tôn trọng sức dân, sống tiết kiệm, nhưng chính ông ta lại tổ chức những buổi tiệc xa hoa, những chai rượu đắt tiền phải hàng ngàn công nhân may mặc, là một tháng trời mới đủ
ông Thăng ăn một bữa nhậu, tin sao được người Cộng sản. Và tin sao được người Cộng sản khi ông Nguyễn Thanh Hóa, Phan Văn Vĩnh mang hàng tướng công an chống tội phạm công nghệ cao mà chính chúng nhân danh chống tội phạm để phạm tội. Đây là hình ảnh 20 vị tướng công an và quân đội đã bị bắt và xét xử vì tham nhũng gần đây. Và tin thế nào được khi cả đám tình báo Bộ Công an mượn danh đi làm tình báo mà lại đi xà xẻo đất công sản như tướng Việt Tân, rồi chạy đi mua quốc tịch nước ngoài như Phan Anh Vũ, và làm sao bắt dân tin một kẻ tháo chạy dưới nước ngoài khi trên mình mang danh hiệu dân biểu. Tổ quốc có sẵn sàng bán thì lấy gì đảm bảo để tin rằng đảng viên Đảng Cộng sản Phạm Phú Quốc trong sạch đây là ông Khuê. Tôi đang suy nghĩ, trong túi ông Khuê đã có quốc tịch đảo ship hay chưa? Nhà bình luận Phạm Minh Vũ đã mỉa mai đặt câu hỏi như vậy. Còn nhà báo Đỗ Cao Cường cũng đưa ra phân tích như sau. Lương của Chủ tịch nước có hơn 10 triệu đồng một tháng. Để cóp được 2,5 triệu đô la, có phi phải làm việc thâu đêm suốt sáng mất gần 1.000 năm. Tiền bạc là của dân, các ông được dân nuôi lớn, các ông coi tiền dân chưa cỏ rác. Có vẻ như ông Khuê đang muốn ngồi xổm trên hiến pháp và pháp luật. Để có được 2,5 triệu đô la, rất nhiều người đã phải bỏ mạng trên xa lộ, trong những chỗ làm, nhiều người bán sức khỏe cho quỷ dữ, nông dân làm việc quần quật trên những cánh đồng, công nhân thì bị đối xử tồi tệ, nhiều người vượt biên trái phép đã bị chết trên biển và làm mồi cho cá. Và phần lớn người dân trong nước còn nghèo, nhiều đứa trẻ em miền núi không có đủ cơm ăn, không có áo mặc, đầy tớ lại vô cùng giàu có, tiền của giải khắp năm châu. Tiền dân không phải là cỏ rác, hỡi những kẻ dã man, tàn bạo như Phan Nguyễn Như Khuê. Nhà báo Đỗ Cao Cường đã bức xúc đưa ra lời kết luận như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Bảy ngày 5 tháng 9 năm 2020 với bản tin Vơ vét để ra đi, tuyên giáo binh đại biểu quốc hội mua hộ chiếu ship. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.